Thưa quý vị và các bạn, nằm tại thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, đình Lục Nà được xây dựng từ thời Hậu Lê và tương truyền là ngôi đình lớn nhất trong vùng, phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của người dân tộc Tày nơi đây. Trên đường từ trung tâm thị trấn Bình Liêu theo quốc lộ 18C lên biên giới, du khách sẽ tới một điểm đến đặc biệt ở xã Lục Hồn là đình Lục Nà. Ngôi đình nằm yên bình giữa thung lũng, bao quanh là những dãy núi trùng điệp nơi biên cương, trong đó có đỉnh Cao Ba Lanh hùng vĩ. Đình được xây dựng từ thời kỳ Hậu Lê. Trước đây, đình Lục Nà là đình hàng tổng có quy mô lớn nhất trong vùng, gồm 5 gian, cột gỗ tròn có đường kính 40-50cm, tường xây gạch địa phương, mái lợp bằng ngói âm dương. Năm 2011, đình Lục Nà đã được tôn tạo lại. Đình có kiến trúc 3 gian, 2 trái, bao quanh khuôn viên rộng, gồm cổng đình dạng cột, sân hành lễ, nhà quản lý di tích và các công trình phụ trợ khác. Đình thờ Thành Hoàng, Hoàng Cần, một người anh hùng có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi. Đình cũng là nơi thờ các vị thần núi, thần sông, thổ công, thổ địa. Đình Lục Nà còn ghi đậm dấu ấn lịch sử cách mạng huyện Bình Liêu. Ngày 20 tháng 11 năm 1945, tại đây đã diễn ra cuộc meeting lớn do Mặt trận Việt Minh tổ chức, tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng lâm thời của huyện. Ngày 18 tháng 1 năm 1946, Ủy ban Hành chính huyện Bình Liêu được thành lập. Ngày 21 tháng 11 năm 1946, lực lượng vệ quốc đoàn của huyện cũng được thành lập tại đình. Đình có một cái vị trí rất là đẹp được gọi là Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ. Sang phía bên này là nhìn thấy ngọn núi Cao Xiêm, cao nhất của Bình Liêu. Còn phía bên này là sẽ có một cái dòng suối uốn lượn chảy về phía sông Tiên Yên. Ở đây có thể hiện được cái kiến trúc nhà sàn của người Tày, tức là ở cái phần này em thấy nó giống như một cái gầm sàn đấy. Một cái nét văn hóa đặc trưng nữa của đình Lục Nà vẫn còn được lưu giữ đến ngày hôm nay, đó chính là cái thụ lộc sân đình. Bởi vì là ở trên địa bàn huyện ấy, với 96% bà con người dân tộc Tày ấy, nên là không có quá nhiều đình chùa, nên là cái ngôi đình này trở thành một cái nơi duy nhất để cho bà con thể hiện cái tín ngưỡng cũng như là cái lòng thành của mình đối với Thành Hoàng làng. Nhằm bảo tồn phát huy lễ hội văn hóa truyền thống, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân địa phương, đầu năm 2006, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu đã phục dựng lễ hội đình Lục Nà. Từ khi được phục dựng đến nay, cứ vào ngày 16 tháng Giêng hàng năm, địa phương và nhân dân tổ chức lễ hội. Phần lễ gồm rước sắc phong bài vị thần Thành Hoàng làng Hoàng Cần đi một vòng quanh thôn Bản Cáu, nơi có đình Lục Nà. Phần hội diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc như diễn sướng dân gian truyền thống hát then đàn tính của người Tày, các trò chơi dân gian và môn thể thao dân tộc. Lễ hội đình Lục Nà góp phần không nhỏ trong việc giáo dục các thế hệ con cháu hôm nay phải biết giữ gìn đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn của người xưa để lại. Cho đến nay, đình Lục Nà vẫn phát huy vai trò là một di tích tín ngưỡng văn hóa, nơi hành lễ của người dân địa phương và điểm tham quan thú vị dành cho du khách gần xa.